Xin kính thưa chư quý vị đạo tâm băng tín đồ Phật giáo, và xin có đôi lời chúc lành tất cả Phật tử đồng đạo. Hôm nay là ngày 18 tháng 5, ngày mai, nhưng bây giờ là ngày 17, cũng là sang 18, sắp canh khuya. Thì bần sĩ là ai? Tại quý vị kêu thầy đó. Thì thôi, thầy bần sĩ. Một ông thầy dạy may, một ông thầy dạy tài xế lái xe, cũng ông thầy cô đỡ chị biết tất cả đều là một ông thầy. Tại quý vị kêu chứ thầy của quý vị đây, Đức Phật Thầy Tây An, Đức Quỳnh Giáo Chủ. Còn thầy đây bần sĩ vô danh có gì hết à. Nhưng mà đưa ý kiến đó đó, thì các vị mà bậc hạ ngu đó, đó nói nặng đó nha, nghĩ thầy cũng có vậy đó. Thì tất cả các vị nói chị này đặt rau, chị này chỉ ngồi chỉ xẻ cái gì đó, vậy mà nói là thầy ta, thầy đâu có nói thầy ta đâu nha. Thì kính xin quý vị, ngày xưa đã đặng cộng sản, chính quyền của chúng ta muốn mượn đó, muốn mượn một cái người đóng vai trò để đặt mình đi mô ra giật đó, thì mượn ai? Mượn chăn bò, mượn dây chai đông dịch, mượn những cái đứa mà ngọng nguyệu ngu khờ, nó đi lang thang, nó ôm cái éo trong đó để trên biệt nó quý vị. Đó đó. Đận chiến thắng có nghĩa vậy. Còn bây giờ trong thời kỳ mạt pháp này, xin lỗi quý vị, nếu mà trên không có sứ đó, đó, cũng như thầy mình bây giờ, tất cả các vị đợi chờ thầy về nha. Nhưng mà thầy mình là thành Phật nhiều đời rồi. Ta sứ xuống ngày mặt hạ này phải xuống đặng mà hóa độ lại, dịch diệt ra câu văn tự thi thơ để ru hồn, và tiếp tục chương trình để cứu thế độ dân. Mình nói trời ơi, tuổi trẻ tài cao quá, ngu vừa vừa. Rồi bây giờ lại trông chứ, trông đợi thầy mình về. Dạ thưa thầy, về quý vị lại chết. Thầy ở trên mây đó, trên mây giờ núi cấm đó, thầy xuất hiện. Một, Bồ Tát. Hai, Đức Di Lạc. Ba, Phật Thầy Tế Đan. Bốn, Đức Quỳnh Giáo Chủ. Xuất hiện, xuất hiện như thế, thì quý vị nghĩ sao? Ở trên triền núi, rồi như thế, rồi người ta sẽ báo án, ta báo cho mình rồi. Con sẽ như sau, vô đài Di Lạc. Ông Di Lạc ông nói, bây giờ cái vị này nè, còn có 2 năm nữa con sẽ vào Phụng Hoàng Sơn trẻ thành Phật. Đó, về tu Phụng Hoàng Sơn. Còn một vị tu ở Thủy Đài Sơn, Liên Hoa Sơn, chỗ nào đó, hãy mà ngày chỉ rồi đó, thì Phật tại thế chấm đó quý vị. Con về tu 6 tháng nữa con sẽ thành Bậc A-la-hán. Con sẽ về chỗ nào đó, con tu con sẽ đắc đạo và thành Phật. Nhưng mà Phật thứ mấy ấy chứ? Đức Thích Ca Mâu Ni đó, Phật thứ 16 đó quý vị. Còn nhiều hằng hà sa số Phật ở mười phương, ta không biết muôn trùng Phật nào mà mình tính cho nó hết được này nè. Như thế, thấy không? Thì ở đây hôm nay đó, thầy cũng xin hết quý bà, quý ông, quý cô, quý bác và các em, các con, nếu thương thầy đừng có mê nữa, đừng mê tín nữa, đừng có mê quá rồi nó tính tầm bậy hết, cái nó loạn cuồng vậy, cũng như cái tuổi khủng bố nó điên ấy, nó không có hiên ngang bản lĩnh, nó lén lén, nó chọi, đó có phải là điên không? Còn nếu mình bình thờ hùng lực nè, đông sông tây đột, hiên ngang bản lĩnh nè, nè anh, 10 giờ tôi sẽ anh ra đánh bên này cầu Trường Tiền ở ngoài Bắc đánh nha. Thì 10 giờ, hẹn 10 giờ bên kia nổ, bên kia nổ. Thế như vậy, mình đánh vậy đó, còn ở đây đánh lén nha. Thì cái người tu hôm nay của chúng ta đó, đừng có cái gì mà lén hết. Thực tế, ăn thiệt, nói thiệt, làm thiệt, để cộng lại. Cộng lại cho con người mình. Xương, tỷ, tiết, nè nha. Bộ não mình là cái đài đa đa nè quý vị, nó quay. Nó quay khắp thế giới bốn biển năm châu. Còn cái bộ não của mình á, mà mình sáng được rồi đó quý vị,
nó sẽ quay biết hết. Hiện giờ mình ăn tô mì nè, mình còn để cái này vô nè, mà mình biết cái người xa mình cả ngàn cái số. Bây giờ có bà già đó, bà nằm bệnh viện, bà không được tô mì bà ăn. Cái trí mình sáng đó, mình thấy vậy. Và một ngày thế giới của mình không biết bán mấy tấn thịt nói. Thấy không bác, thịt thịt người không đâu quý vị. Thì thầy khuyên nha, ăn chay, đừng ăn thịt nữa. Con đi xuống con mời bác sĩ, có lên thớ chưa? Bác sĩ lên thớ chưa? Chưa, con xuống mà bác sĩ lên để có một tiếng đồng hồ. Ông không biết giờ nào cúng á. Đi đi con, mời bác sĩ lên. Đó thì quý vị thấy không, cách 10 năm phải không ông Đạo Năm? Thầy có nói là bác sĩ cũng của Phật, kỹ sư, thợ mộc thợ hồ, tài xế của Phật hết. Tu mới là của Phật, còn không tu đó gian xảo. Vì là đó cho nên hôm nay chúng ta phải tu hết, vì trễ rồi. Nếu mà mình có thân này mà mình không lo tu, mình lo mê chơi đó, đi mê chơi hoài như thế này thì mình đã hủy hoại tài sản của Phật đó. Tài sản trong này có một ngôi nhà, có một cái xã hội đó như thế, mà mình vô tình mình không có thương yêu mình, không có quay về với mình nói dối, mình âm mưu, mình làm cho mình phải tác tệ, mình làm cho mình phải là kẻ khinh người bỉ, rồi tiều tỵ quá, cái thần sắc mình nó kém đi, thì chính mình luôn đó, không có ai hết nha. Bây giờ thời đại văn minh này chúng ta tu dễ lắm. Ở đây vô trong này mặc này chứ mình ra ngoài mặc áo CBT mình sẽ cũng được nè, áo gì cũng được hết, miễn kính đáo thôi, tu được hết. Giờ thứ thầy ngồi chỗ nào cũng tu hết, thì chỗ nào cũng tu. Mình đem cái ca này nè, mình nhìn thấy ông Phật Thích Ca Bổn Sư Muni Đi. Nhìn cái chai này, mình thấy Đức Quỳnh Giáo Chủ. Nhìn cái quạt này, mình thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Được chứ, thấy chứ. Sự chuyển hóa của con người mình phải theo dõi nha. Bây giờ không phải tu lề mề như ngày xưa nữa, uổng kiếp, uổng công, người ta khinh bỉ. Nè, nước nào cũng đắc đạo tứ rồi đó nha. Nó thành Phật đó, không phải chưa đâu. Nhưng nó về, nó dự thính, nó sẽ thi ở tại Việt Nam của mình. Là mở trường thi cũng như dưới Cần Thơ mở trường đại học hay là lớp đại học để chấm thi. Không có chỗ nào chấm thi, chỉ có Việt Nam thôi. Thông báo cho tất cả quý vị, mà miền Tây là mày tiên hả? Có thể là mày tiên đó như thế. Thế nào mà bác sĩ qua đây đi, lấy cái ghế vô đây. Bước vô đây con, ngồi trước đây, ngồi đây, ngồi gần đây, ngồi đây. Rồi. Con người nghỉ khỏe chưa? Chắp tay sáng chút xíu, chắp tay sáng sư phụ chút xíu đó. Thì trong cuộc vừa nói rồi đó, anh em tất cả của mình ở đây là ai? Là cốt nhục đó. Đồng bào cốt nhục, đồng chủng với nhau nè. Nè, cắt thứ coi nè. Máu đỏ nha, nước mắt nha. Bổn sư nói là mặn nha. Có gì đâu. Phải thương xót. Như vậy rồi giặc có thương không vậy thầy? Không. Không thương. Gặp Phật bận áo cà sa, gặp ma bận áo giấy. Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói một câu nha: tăng sĩ chúng thuyền môn bê cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông phá, trả sông nở nước thù nhà, thuyền môn trở lại Phật Đà Nam Mô. Con phải nhớ đắp tô hạnh nguyện, giờ này đây Phật hiện toàn người. Người tu hành tâm dạ vui tươi, để cúng Phật vẹn mười chi cả.
ra qua thuyền của ông Bát Nhã gần kề. Tỉnh đi trò giác đạo chứ mê, mê phải chết nặng nề phải rồi. Nhớ anh em cùng nhau cắm cùi, dẫn nhau đi lùm bụi xe về. Cõi ta bà là chốn rừng mê, biển đau khổ nặng nề chìm đâm. Nơi bần sẽ nói ra si gầm, mong đạo tâm gọi tâm bông đà. Phật gần mình chứ Phật chẳng có xa. Đại thừa phụ Thích Ca gần mình đó, thương quý đạo thầy đâu có bỏ. Ngồi ở đây mở ngõ khai đường, cố nhân quần khỏi bị thê lương. Đem nhân loại về trường học đạo, phải chiến đấu không bằng gươm dao. Dùng đức ân trả khảo giặc lòng. Tỉnh đi trò quá nghiệp cho sống, đừng có nghĩ mênh mông đại hài. Thầy dạy hết mà trò đó cài, làm sao thi dự thính bụi cùng. Học phải hành đừng nghĩ chuyện lung tung, phải nói sự sôi kinh học đạo. Đêm thanh tịnh rừng kia thầy chưa vào, ép mình giờ cùng đạo thấy chưa. Nếu chúng con mỗi tật bệnh ráng chừa về, thầy dặn sớm dưa chiều muối. Đừng tân bốc mà đoàn mà cuối, dơ kẻ hung tàn hay kẻ giàu sang. Giàu sang thành cuối thành hang, dự hung phải thác lang thang cùng đường. Tịnh với con đoạn trường thảm thiết, buổi quân tàn thì viết một bài gửi ở trong rồi gửi ở ngoài. Nếu thức tỉnh thì thiền quay trở lại. Tu theo thầy khỏi quỳ khỏi bái, mong làm sao con sửa lại cho tròn. Nhất là ở tại nhà phải hiếu đạo, bổn phận làm con phải trung trực với nước non xã hội. Thứ ba, phải thị chung vợ chồng nhàn rỗi, để tu hành rồi cõi mở niềm thương. Về đi thầy chỉ con đường, dạy gì mà xuống rảnh xuống mương bỡ trò. Đi riêng khô đi, đặng tâm ý mình dò. Dù mình đạp sỏi gai cách mấy đó, mình cũng lo gỡ liền. Đạo tâm đừng có lý phiền, lo chi mà mất mát. Được không bình yên hồn thân, dễ gì mà mình được có cái thân. Mà nay 70-80 tuổi rồi đó nhớ không, hay 30-20 là mình chưa có được gần đất đây. Thì bây giờ mình tỉnh ngộ say, tỉnh cơn ác mộng nồng say nghe trò. Tỉnh giấc mộng đời thầy đã bán cho, nguyện này thầy gỡ khắp cả âu lo trong ngoài. Khắp năm châu bốn biển mà không có thiếu sót một ai. Lớp người Nam, người Việt, người Tây, người Tàu, nó cũng có nghe được thôi, nó cũng có thông dịch đó, nghe không? Chứ mình đừng có nghĩ rằng mình ở đây mình nhìn con cái ao, mình nhìn phải rộng lớn, có nào bóng lá. Ngày mai bình tĩnh sớm hà, trò về tình dưỡng nồng ca vô cùng. Ngày mai đó ông đạo khùng hết điên nói,
Chứ bây giờ đó quý vị cứ nghĩ rằng một ông thầy bói kiếm xu, ai già đâu ổng kiếm người tu, ổng đem đến để công phu đúng bùi. Đừng khi dễ ổng là một người cùi, đeo cây giá để kiếm chị. Xin lỗi vi trò, thầy xuống đây để bút mực thi văn, tạc như ý thường hằng giống hợp. Giảng suốt đời thầy đâu có mệt, trên cấp điện đài rồi tới chết mà thôi. Về đi đừng chức đừng ngồi, đừng mê ghế bự mình ngồi nghe chưa. Tỉnh giấc mộng đi, sớm trưa rồi thấy, nhớ hồi nào mình làm quấy giật mình. Ngay bây giờ mình là một con tin, thầy cho biết chính mình gây tội phạm. Thì hôm nay mình nghe rồi về thông cảm, tỉnh giấc ở mộng đời, mưa gió mi đơn say. Về đi đồng đạo gái trai, trai thời lập dựng ngày mai sơn hà. Gái thì trọn vẹn thiệt trinh để nối hậu nam gia, phê dự gìn chu đáo trong gian tòa nay mai. Trời gần mình rõ đạo mà mình không tỉnh còn say, chiếc tàu gió rủ ngày mai đụng mình. Phải cố gắng, thầy đâu có xin gì đồng đạo, xin rõ cho cái diện mạo tu tâm. Xin ai đừng có sai lầm, xin ai buông bỏ ngọc cầm giả mát về nhà, đừng có ngụy trang, nhớ rằng của bó vàng khang thiêu rồi. Thiêu theo gió nè, thiêu theo sóng nhồi nè, thiêu theo nước đổ nè nhá. Mất rồi la lên, bây giờ thầy dặn lại quên. Không cầm cũng định rồi mình bắn mũi tên lấy gì. Phải tỉnh đi rồi để biết được từng khi, học hành phê để dạ mới thi đậu trò. Học thì bỏ học nè, cứ lo mê chơi giỡn, bị thầy giáo đánh 3-4 lần mà cũng không tởn, cứ giỡn hoài. Hãy vô trường thì cái miệng nhai nhai, lo ăn uống mấy ngày không bỏ được công cha mẹ đó, tạo ra đồng tiền cho mình trước, cấp sách cho con học hành được hưởng được vinh quy. Ai dè mình không tu tịnh được gì, mình đem thân mình bán thì hỏi làm chi vậy. Người ráng tu tịnh nha, mình hư hết rồi đó, mình sửa lại đi, từ từ sẽ nên được. Chính mình tạo tội mình làm, mình nói ngược núi ngang. Giờ này đừng có ngụy trang, tịnh cơn ác mộng trần gian rồi tường. Mau tỉnh dậy đi, thầy chỉ cho con đường mình giải thoát. Đừng có mê cái cáo bọt bợn dơ, tịnh chưa con chết tới bây giờ. Ăn cũng chết mà nằm ngồi cũng chết. Thấy thế gian giờ này thầy mệt, biết nói gì giờ đã hết hôm nay. Trong đời mạc hạ đa ngày, mạc hạ gần hết thì thượng lai tới liền. Tỉnh đi đồng đạo, hôm nay cũng được cố duyên, phải mở vòng tay cho rõ rồi ghi liền như sau. Để đem vào lòng mình đó, mình có cái cù lao, mình phượng thờ Đức Phật không biết bao cao ở trong lòng. Đi chùa làm chi nữa lại mất công, ở nhà ta dẹp dọn chùa trong lòng mình. Tỉnh chưa con, để nhìn cho rõ, khỏi có phải về gõ mỏ tụng kinh, tụng ai nghe rồi tụng để sinh, mà tội lỗi quá như bùn sình dâm đạp. Đừng tụng nữa con ơi, không có hợp. Mình sửa đạo làm người cho gấp đằng gấp tiên. Nay mai sự thế không hiền,
nghe thầy không có lị phiền đâu đâu. Thôi thầy khó quá, chỉ đủ thứ con không được con trốn. Vậy đó. Xin cái thưa quý đồng đạo, anh em của mình trong bước đăng trình đó, mình phải cố gắng học. Phật nói không có nói già nè nha, không có nói trẻ nha, mà không có nói nghèo giàu nha, tâm linh chỉ có một thôi. Về trung giới đi, rồi thấy một cái linh hồn đó về với Đức Mẹ thì chỉ một trang thôi, cũng như là mấy người lính gác ở ngoài lăng Bác vậy, một eo một ép một giả một thước y vậy thôi. Thầy hỏi ủa ở đây như thế nào vậy, thì đó là trung giới của cảnh Tây Phương. Ở đây cực không? Cực không? Hỏi hết nè, cực không? Dạ cực quá. Đồ cực đồ than nữa chứ. Ơi ơi, mình tạo ra làm chi là mình cực than. Bây giờ mình ăn 4 món món thôi. Món giờ nó tới giờ làm biến rồi. Đừng mình niệm Phật mình tu đó. Thôi, lấy muối để vô. Luôn vô, uống nửa ca nước lạnh rồi xong. Thấy không? Cái đó là giản tiện nhất. Nhưng mà không phải ăn hoài vậy. Tùy cơ ứng biến. Dạ, ăn chay trường, ở bác sĩ coi nè, có bác sĩ bảo chứng nha. Ăn chay trường, ăn riết là chết đi. Ủa, tại sao thầy nói vậy, rồi con ăn chay gì? Cứ muối đó, đâm, nha. Ăn này nè, đừng mau thành Phật. Trời, ăn kỹ ghê, ăn chay trường cự kiên hết sức kìa. À, ăn riết cái kiên trộn. Chừng mà bác sĩ khám nó khô á, nó suy dưỡng, nó làm sao á, mà nói không được cái đó. Rồi chết. Chứ không nghe đây rồi mai mốt nói thì chùa người ta nói chết rồi. Ta đi thưa thầy nha không? Để ăn chay mà chết, phải ăn chay phải chết. Còn ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dại. Cái lý đó quý vị. Ăn mà mình có cho chất bổ khỏe. Một nắm rau luộc nè, một miếng mặn mặn nè, rồi xong buổi chiều. Trưa một chén canh, một bà già không lẽ ăn một tô, một chén thôi. Một chén cơm, một chút đồ hơn, mặn, đừng ăn mặn quá. Rồi sống rồi, chén canh đó ngày mai đổi cái khác, đổi cái dưa, đổi cái mướp, đổi cái cà, đổi cái này cái kia, cái đậu. Đó, thấy chưa? Đó, thì quý vị có thấy rằng, thầy nói nha, nói đời luôn nha, thầy để bác sĩ đọc đó. Thầy thấy cái lưỡi nó bị rồi, thầy nói chết rồi, ung thư tự. Bác sĩ đọc rồi đó, bà thiếu chất cải son, cải cà đất son. Bà thiếu chất rau dền. Thiếu chất đó hả? Bà ăn chay bà thiếu chất đó nha. Rồi hai cẳng mà giờ bà đi không được phải không? Ổng nói nghe. Ổng nói mà muốn không? Muốn đi được không? Bà dùng trứng gà. Một tuần bà ăn hai cái trứng gà thứ bảy chủ nhật. Để có cái chất nhờn thì chỉ bà cách thức ăn. Còn bà không ăn thì bà ráng chịu. Mà muốn lớn thì bà ráng chịu. Muốn sống mà muốn chết. Dạ thôi. Con ăn vậy rồi con chết cũng được. Thì thôi chết cũng được. Sống có ích lợi này nha quý cô. Nha. Làm ruộng trúng đó cũng cho người ta được 1-20 lít gạo. 100 ký gạo có đúng không? À. Làm vườn chuối, vườn bắp khoai đó ha, cái gì đó. Sống giỏi quá làm cũng cho người ta được cũng ích lợi. Chứ không phải tâm thương đâu nha. Chết cho rồi. Đâu có rồi. Chết sao sướng, đâu có sướng. Rồi đi ngang chùa đó, thấy trời đông quá sư nữ rồi đó. Thế đó ước mơ. Trời ơi, về nhà cực quá ông xã, măng hiếp, ông quýnh này cái nọ. Đi chùa cho nó sướng, về đi tu cho sướng. Tu sướng không? Hả? À, hay vô đó ở tù. Chữ tu để chữ quyền cái thì tù. Ở đâu cho mình ra? Ở trong cái này. À, nha. À, giờ giấc rồi này kia nọ rồi nè, đâu có cho mình. Đó. Phải không? Như vậy thì mình ngoài mình tu sướng quá rồi. Cư sĩ tại gia muốn ăn cơm, muốn ăn cháo, muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm. Đó, vậy đó, thấy người ta mặc áo cái đó vô sướng quá. Giờ vô trong chùa. Nha. Nghe thầy kệ một bài nha. 45 năm rồi bây giờ còn thiến tâm gì nữa đây? Nha không? Chùa âm dẹp hết là sông, còn có thuyền rồng Di Lạc trước đường. Dẹp cho hết xóm trưa rốt rau, chùa táo nhiều là báo ngựa nhiều, nói cho bá tánh thân yêu. Về đi
rồi cẩn thận trung tiết chiều đừng nghe. Chúa am còn để chữ về dấu đi rồi thi cử rồi sợ e ra rồi. Đói đồ nhiều người thời mới chấm, con nghèo nàng xí gẫm bay ra ngoài. Kêu lên Đức Phật Như Lai, con đây mà thất kế chứ thầy rài làm sao. Đứng cửa chùa lễ trào mắt chạy, mình mắt mô thầy sai thầy tâm. Tối ngày cứ hai lần sằng, đêm xù mà đêm cắt sang bằng cả hai. Nói cho rõ gái trai đừng sợ, tỉnh mau đi rồi nhớ cội nguồn. Đừng nghe dân dặn tiếng chuông, mỏ kia là mỏ miệng của mình nghe chưa. Nói cho thiệt an vui Phật tử, nói cho hiền trừ khử yêu thầy. Miệng mình nói chuyện ngâm nga như chuông, mà đánh thức chớ kia cà nghe chưa. Tỉnh giấc nồng sớm trưa mình biết, thì mình về tiêu diệt chứ mê suy. Phật ngồi Phật đứng Phật đi mình làm, được Phật chứng trí liền liền. Phật đâu có não phiền ganh tùy, Phật thương mình đã trí chưa đại ở hùng. Về đi ba tánh nâu nung, về đi tu tịnh rồi ngày cùng thấy vợ chưa. Đây sắp tới thất thưa đồng chung, bị tên ma nó bắn phụng hết rồi. Muốn tránh nó hỡi người ơi, thầy cho phép lạ chưa vậy thời hậu thân. Phải đức độ hiền thần quân tử, phải trung kiên trừ khử tinh ma. Sớm hôm niệm Phật Di Đà chiều về, thanh tịnh chú quỷ mà chạy ở ngay. Tay chưa tỉnh còn say tu bậy, bị quỷ yêu nó phóng bậy chết liền. Còn mình tu tỉnh chứ tham mà thuyền, sớm chiều hồn gửi chứ đại thiên núi đâu. Ngồi ở đây mà hồi biến mất, ta còn đẩy ta cất cho linh hồn. Linh hồn về tới Phật môn Tây Phương tịnh độ cho trường tồn thấy chưa. Ta còn đẩy ta đưa hồn trước, xác thân này gặp được chứ gian nguy. Hồn ta đưa tiễn chứ ra đi, về nơi mà cõi tình không nguy bớt trần. Ráng khôn đi lần lần rồi thấy, tu mà ngu xa bẫy nghe tròn. Say mê tài vật của khó, con đâu có bỏ, con lo tới già rồi chìm đắm giang hà không biết. Ăn cơm đi rồi nó giết chết liền. Tại sao còn não còn phiền, còn ôm cái của cái tiền làm chi. Có là có, từng khi là nó. Ta là ta, không rõ chuyện đời. Tiền tiền bạc bạc dân ơi, mượn nó để sống làm đời mà thôi. Đừng để nó cuốn lôi ta mất, đừng để nó báo ta nay tật mây nguyện. Ta đây là giống thần tiên, còn mày là quý là thiền trần gian. Ta
ta mượn mày nấc thang ta bước. Mày đừng mong khảo trước linh đền Phật ngày giải đạo không quên. Con ơi tính dậy về đền thầy ban. Muôn sự thế gian nan cũng tại chung, mê chưa đời nhiều ắt cũng chưa tại mình. Đừng lên thấy Phật cầu xin. Kêu lên mà ba tiếng chưa tại mình. Phật ơi tại con đây lỡ lời không nhận. Thầy dạy con nói bận chuyện đời, bao giờ con được thánh thơi. Con đang đi học mê chơi bỏ bài, rồi sẽ dốt ngày mai con thấy. Làm người cùng không thấy người sao, người kia tu học quá cao, hy sinh tài vật sắc màu không mở chén, còn mình đắm trong phen tươi chết. Gần kề rồi còn dạy cháu con, đi vô hang hốt mà lòn. Thấy chưa, mình chưa hết nghiệp giao con với chồng. Nghiệp muôn dứt chừng nào được dứt, ráng tu đi đừng cộng lực ghé tròn. Mình tu được hỡi tự do, lên thiền tịnh độ ta cho qua bờ. Chờ Phật hiện bất ngờ mình thấy, kìa nhìn coi Phật giấy treo lên. Muốn gặp Phật hả? Có tên chính mình là Phật, chứ tại nền nay ở ơi. Phật thành trước ta nay kết thúc, Phật dạy ta ta túc chưa Bồ Đề. Phật thành trước hả trần mê, nay ta tu Phật chứ ta về không mở sao. Tại bỏ Phật chứ Phật nào bỏ chung, theo lũ ma lem uống chưa cả đời. Thầy buồn ba tánh cừ khời, dân ơi mà một mạc mà dân thời có biết ở đâu. Thấy người đi nhưng sầu nhưng khổ, thấy người còn mà ho chết đã rồi. Nhắn cùng Phật tử ai ơi, về đi tỉnh mộng cho dậy thời rồi xem. Tình giấc mộng thầy đem cho rõ, khỏi nhờ chuông nhờ mỏ đâu ở trần. Mở chuông tụng niệm rần rần tụng rồi, buông hết cho chữ bần còn neo. Giờ thanh tịnh con gieo giống thuyền, thầy hy sinh cầu nguyện cho tròn. Lên mau con nhé thầy cho, bờ về thế giới tự do an nhàn. Buồn hỡi đêm nay rất mà buồn, buồn đời nước mắt mãi trào tuôn. Đâu ngờ ba tánh ngày một mạc, sông ngủ sao dài lại điên cuồng. Không rõ đây rồi mình trắng tay, cổng chi lưng mỏi cả hai vai. Dục quăng cho rành mình an lạc, an lạc nhiều năm tháng qua ngày. Con hỡi con ơi mất hết rồi, chìm sâu đáy biển hỡi trò ơi. Tại sao vợ quá không nhìn thấy, nhìn thấy kia kìa chúng lại trôi. Giác ngộ lẹ đi, chớ rủ rén. Ai tu chính họ đốt ngọn đèn,
đèn kia trí hoài đèn soi sáng, đèn tử lòng mình chẳng ngợi khen. Nhớ lại ngày xưa bậc thiền tông, tiên tổ của ta chịu cuộn phong, vì thương ba tánh ngài không nói, ngày biệt nay mới mở cộng đồng. Canh khuya lặng lặng chưa rừng buồn, trò nhìn rồi thấy chưa thấy cuồng hay không. Nhìn nãy hải minh mông đâu có, toàn rừng kia mắt ngó rồi liếc nhìn. Mưa buồn thấy đẹp xinh xinh, cây ơi lá giới lòng tình chưa của thầy. Nhờ trời lấp cánh này cho gấp, nhờ trời trên luyện tập chưa sập liền. Con nhờ thượng phủ đổi thuyền, chiếc thuyền gió trụ đổi điền nay mới, để sông búa dài dài khô lắm. Trời Phật ơi tiếng sấm gần gian, chúng sanh chịu khổ gian nan, mình đây chịu khổ vì gian nan bây giờ. Mắt đang rõ mà mờ quá uông, ta trong đây có ruộng chứ phước điền. Tại người không có cái duyên, làm sao mà sớ ruộng chứ liền liền đặng ở gieo. Trách thân phận hiểm nghèo, tối lôi mau mở đi rồi cõi chứ áo phàm. Chỉ cho tất cả nhà thơm, chỉ cho mà đồng đạo cứ làm nghe nghe. Mặc áo phàm dải the lạnh lẽo, ngay bây giờ răng kéo nghe chưa. Canh tàn vào lúc chưa đêm mưa, tỉnh thuyền rồi thầy nói ban trưa sáng nhìn. Mượn áo giáp rồi sinh của Phật, của Như Lai Phật Tổ rõ ràng. Ta mượn áo giáp ta chàng, áo giáp của Phật chứ muôn ngàn không mở thế. Mặc áo phàm chở che đâu được, áo giáp tiên mới vượt qua bờ. Học trò đừng có thờ ơ, ráng ngoan mà ráng học chứ vậy giờ thời đất thân. Cứ mê tưởng xứ trần quá dở biển, bạc kia rừng chưa của vàng, nay mai nó sẽ rụi tàn. Đứng nhìn rồi nước mắt hai hàng uống công. Tỉnh hay chưa đạo đồng thầy hỏi, tỉnh giấc nồng theo dõi chứ mình ở đi. Tỉnh trong giấc mộng vậy thì sáng lo, thấy hết còn chi nghi ngờ. Tình thầy tổ vô bờ vô bớt nghĩa, để huynh cảm mến như vàng.
tại mình xem họ xem hàng, mình xem quá rẻ như hàng mà lúa thơm. Tỉnh dậy chưa Phật chờ tiếng đời, tỉnh mau đi dịu giới hạ sanh. Về đừng chơi giữ lũ ma chơi ngừ, mà tu niệm tiếc tha vậy ở đây. Đừng có sợ cảnh này nghe đầu, nhờ gặp hung gặp bão ta tu, bấy lâu ta sẽ mờ luôn, mà còn quá dài, quá ngu, quá khờ. Còn chút nữa qua bờ thì đời, thiền nẻo kia dịu dời suối tiên. Chợ sông tắc lặng sống liền, con đò mà thầy rước qua miền Tây phương. Không nói dối đêm trường không nói, thầy ở đây đâu phải thầy bói đi kiếm tiền. Nếu ai căn trước Phật duyên thì mau sửa soạn lên thuyền về quê. Đừng có chán có chê nghe đạo, về thu đi sao vào thành trời. Ở đây được hưởng con ơi, trên đi trên thành lập vậy thời. Tại đây cõi ta bà sửa xây phương cảnh, buông ra đi hẹn rảnh đã già, thì là lấp bế dân hà đâu còn gì nữa mà ta hẹn hoài. Đã gần chết không lấy về Phật, đã gần tiêu còn tật xấu kìa. Lục đi mau lẹ canh khuya, đặng đem ra hết bệnh kia cho rồi. Về đi đảo rồi ngồi suy nghĩ, phải chiến tranh lục kỹ giặc loạn. Giặc là con vợ bà con, giặc là trong giả không mờ tròn đạo nhân. Ta lui giặc lần lần không biết, ta nuôi thù nó tiệt ta rồi, mà ta vẫn hỡi ôi thôi. Bây giờ đâu có còn rồi mà trông. Hạ quân đổi vợ thay chồng, đổi bạc đổi đồng sắp phải trắng tay. Hạ quân thay tiếc đổi đời, đổi đời mà thành đạo chưa đổi hoài. Nghe chưa? Hạ quân không sớm thì chưa, mình người trí thức bại bừa là ngu. Phải tính vậy mặc dù chưa tới, đi thì gần tu hỏi đất thân. Làm ăn trên cõi chưa hồng mờ trần, thầy đâu có bội nghĩ rồi thân ai kề. Ngày kỷ niệm trò về dân cung, lễ đức thầy ắt cũng như như. Mong sao trò đạt huệ dư, nói ra một tiếng chứ nhân từ cả hai. Nói ở đây nó bay qua pháp, nói ở đây đi giáp chưa địa cầu. Nói hiền, nói đức chứ canh nợ thấu,
hương người mà thơm ngát, chớ đi ở đâu chứ không mà tan. Rang sống sót về làng Thánh Đức, các vị này hiệp lực chung quy được về Thánh Đức, vậy thì sống chung mà giới Phật chứ từ bi hẳn. Sau cảnh ấy ai ai cũng thanh, sau cảnh về ngõ thấy chư Phật tiên, pháp tu đạt hạnh chưa liền liền, miệng vui mà mắt mở chưa rộng thuyền long lanh. Người Thánh Đức trai lành gái thảo, người thượng nguồn đúng đạo của trời. Tỉnh đi thầy giảng cho con ơi, thầy không nói dối cho một lời cho làm chi, còn xác thể tu đi để uổng, cũng như ta có ruộng bỏ hoang, làm sao gặt được cho lúa vàng, không bươi không mốc cải sàng đặng gieo. Có ruộng vườn bỏ hoang rất ổn, có tâm linh không chuộng tu hành, ai ai cũng có chứ tâm mờ lành, ai ai cũng có chứ gặp gình ở đây. Đừng nhìn ngoài nhìn trong đi đâu, thì thấy ta còn xảo còn ngôn. Nhìn đi đừng có mê hồn, thì ta sẽ thấy trường tồn nơi ở đâu. Đời với đạo thâm sâu huyền diệu, tại mình không lo liệu khổ sầu, tu hành không được tới đâu, cũng như đang học rồi hầu mê chơi. Tỉnh một giấc mơ đúng mùa rồi, đừng chần chờ nữa hỡi con ơi. Trễ rồi một kiếp ôi đã mất, biết bao trăm kiếp được tái hồi. Trễ trễ quá rồi mau đi con, đò tiên thầy đợi hỡi trên hòn. Nấp bóng bão giông mưa tới lớn, nấp để tránh đi mới được còn. Xung phong ra đó để mà chi, cột nấp suối tiên đúng nhiệm kỳ. Cỡ này ma quỷ ra đầy đặc, còn ta ẩn núp để luyện thi. Quỷ ma, ma quỷ chưa kể ở mây, ta tu ta nắm gốc thầy công phu, đâu có sợ. Đừng ru đừng nhét, ta học tu Bồ Tát một lòng. Quỷ ma gian hết đừng trông, đừng nhìn rồi thấy bậc chưa thuyền rồng công cung. Nó bỏ chạy lu bù mấy bước, để ngồi tu ta vượt chớ lên bờ. Kỳ này khổ lắm dân ơi, ma ma quỷ quỷ chưa dậy thời đánh nợ nhau. Cướp ngôi Phật được nào, cứ cướp
còn ta tu hồi hộp làm gì? Tay cầm cung lĩnh vậy thì tay đâu có sự gì mà trông. Cầm cho chặt cung đồng vẹn bên, quỳ giới mà loan len dám mà hôn. Gần ta giết cho linh hồn, nó thấy mình niệm chỉ tôn nó giật mình. Nay thầy kể con nhìn cho ngơ rõ, ngọn đèn lòng soi tỏ chưa nghe chưa, thấy chưa bão tiết mây mưa thay mùa, đổi gió sống chưa rõ ràng. Đừng trong bạc tính vàng xa lắm, hay là mình đang nắm một ôm. Mắt kia không định cứ dòm vàng dòm mà bạc, chứ không mờ dòm thâm mờ linh. Ai khôn ngoan xuôi kinh nấu sự, về lắng mình tâm tử huệ khai. Tu đêm rồi lại thu ngày, cũng như giao lục mình mài mãi đi. Tu không bỏ một chi không bỏ, tu hoài hoài hơn mỏ hơn chuông. Ta tu gợi lại không buồn, buồn vì ta thấy được tuồng trần gian. Đồ giả dối cu mang là dạy, đồ bận nhớ mà hãy chứ tiếc gì. Thân mình ngà ngọc vậy thì da người còn bị rã rồi, phương phí đâu còn. Tỉnh hay chưa bà con rốt ráo, thầy về miền thầy cáo dư ngọc hoàng. Cha ơi sai tướng hạ sang, sai binh mà diệt hết cái tàn yêu mang. Dẹp cho hết rồi cha lập ba quốc, lập lại đời ngây ngất hương ở mái. Chiếc tàu vỗ trụ hôm nay, chiếc lưng mà lưng chuyển chưa chuyển ở hoài rồi rã tay. Thôi về đi đạo tràng của Phật, về đi con dâu cất niềm tin. Thân mình có miễu có dinh, có đền chùa vắng mà có đức tin của thầy. Mau lên gấp bụng lầy sắp ba nhốt, đừng có mê hài cốt bóng mơ đồng. Đi ca đi hát gió giống vậy mà theo ở nó, chứ tin lòng bỏ thân. Ma dữ quỷ rần rần rồ rồ, nó đi xe đi cổ nghe trò. Thiếu căn thiếu phước thầy lo, nó xô mà giữa biển chứ sông mà đò cũng mơ. Hôm nay thì thầy cũng có nói nhiều về những câu chuyện kệ giảng cho quý vị nha. Quý vị về ráng cố gắng đừng có chơi với ma nha không. Nó cái điện của nó đó, nó mạnh lắm, nó tạp lắm nha, nó nhập chết à. Điện nó chập là nó giật mình chết luôn à, nha không. Mình chơi với cái người thanh, người lạnh một chút đi, nha không. Đó, mình cũng có điện trời vậy nha. Đó, trong người mình có hết trơn à, điện từ gì cũng có hết trơn à. Tại mình. Bây giờ mình suy nghĩ đi, đừng có đổ thừa ai, con tu không được, đừng đổ thừa ai. Trời ơi, con nghe lời bạn, con nghe lời gì đó, mà bây giờ con xảy ra tại mình.
Thôi bây giờ đừng nghe nữa nha. Về cái lời thầy đi, nghe mình đi. Mình muốn dạ thưa thầy, điện thoại con quá chừng, không cần đâu, chỉ có một ngày tắt hết. Tắt hết, đen hết, trời đất hết. Chỉ có một ngày. Nói thì thầy bắt kệ hoài. Chỉ có một ngày tối tăm trời đất. Chỉ có một ngày sẽ mất nghe con. Mấy ngày trái đất lăn tròn tối tăm trời đất. Mình còn ai ở không? Khi lê mê chết chồng không biết, thì đó là trời diệt chứ đất tru. Nếu ai cố gắng công phu còn tiền mà tiền rước còn ngu, chưa quỷ chờ giờ thanh tịnh thầy thời nói hết. Con Phật thì Phật trước đem về, con ma con quỷ nó kề cả hai xung đột bên lề giật nhau. Sắp tới đây địa tiên khai rào nó đánh, rồi thiên tiên có cánh tung bay. Địa tiên đánh mãi đánh hoài, thiên tiên chỉ một phút ngày trời thâu. Binh của thời, binh của thầy để đâu thầy hỡi, chờ thiên cơ thầy cởi chứ ngựa hồng. Cởi binh tri lục đông sông, ba bên bốn phía bị ngồi trong ngục hình. Ngài búa lưới đăng trình bắt hết, lộ quỷ ma cây chết không kề. Tới đây ma đáo danh đề, dừng cương rồi thấy nặng nề nghe chưa. Khắp năm châu tả tưa rất lệ, nó đòi làm chính bể chưa của trời. Nó đem tài liệu ra chơi sân trường, rồi nó mở cho mình thời còn không. Thử với nhau ai công ai hành, ai giàu hơn ai sanh hơn ai. Thứ ba tranh pháp rồi tranh nợ tài, đem ra mà sân thử rồi ai hoài ra cho. Vậy mà chúng không lo quay bước, ai cho hay mình được tưởng. Đó là thầy chớ ai ơi, rời thơ cho đảo rồi phản hồi về quê. Sắp tới nơi tư bề quạnh què, tu đi con bớ trẻ rồi hồi. Đừng về nhà cửa con ơi, nó sắp dẹp đẹp như thời trại trong. Nói cho rõ trừ thâu hết rau. Thầy về trên thầy cáo Ngọc Hoàng, cha ơi mau hỡi hạ sang, say binh say tướng phạt đàn yêu ma. Đừng có để nó đà pha đam, để nó chỉ mờ ám không gian. Cha ơi đại lĩnh Ngọc Hoàng, con kêu con reo ai hàng như như. Chừa những bậc thảo lư tu niệm, chừa những cờ âu yếm trung kiên, chừa ngự ôi hợp lương hiền, trảm tri kẻ giữ trảm liền đứng ta. Chừa những bậc di đà tâm niệm, chừa những ngự âu yếm bên trong, thảo ngay cha mẹ trên đồng, biết ơn mà hiểu thảo trong trong như vậy. Chừa những bậc trọng thầy quý bạn, chừa những ai có hạng làm người, chừa người vô sổ vui tươi, phạt răng trảm hết từ từ yêu tính. Sao con thấy chết sình trôi nổi,
cá còn chê gian dối chưa chạy ở dài. Trên rừng ca sâu cắn nhai, cột tha mà quả xé chưa hẳn ngày gớm ghê. Để kết thúc nắng này thiếu quỷ, để kết mau niên kỷ đã hết rồi. Cuối bài phải nói con ơi, để con tỉnh giấc cho mộng mờ đời nghĩ suy. Nay giác ngộ còn chi vậy hả? Sợ chết rồi con đã đi tu, ấy là Phật nói con ngu ai mà chứng được. Vì tu chưa trễ ở muôn. Câu này thì nó nặng chứ. Mê thầy sái thầy chùa phái chết, mê chùa cao đá lết chưa lại ở dài. Lại chi lại mãi lại hoài, mẹ cha mình bỏ mấy ngày không mở chấm. Đó là sai lỗi lầm trời đất. Một phạt răng bị tật chứ bị nguyền, hay là bị phạt chứ khùng điên. Đang giàu rồi khổ triền miên. Lên gặp thầy trong mong thầy nói, thầy nói gì thầy gọi những gì. Con ơi giáo đạo tự bi, thầy đâu nói dối chị thì làm chi. Lời của Phật chứng tri quá rõ, lời văn thơ rất tỏ như đèn. Mau mau về hỡi chú rèn, nếu hư thì sửa trong phen khốn nạn. Dù nghèo khổ cơ hàng đối lạnh, không sao đâu bên cạnh có người mình hiền. Chúng gặp vui tươi, anh kia cũng giúp, chị này cũng cho. Phật đâu có nói nọ nói đôi. Mình tu đi rồi gọi với rồi thương, còn chai lạc hỡi rau thương sớm chiều. Tâm giả cho Phật phần yên nhi. Nếu buồn thảm tham thuyền liễn đào, cho tung bay ta dạo chứ cõi trời. Thiền tu nhẹ lắm con ơi, ta tìm mà ra giặt chưa vậy thời ở đâu. Khỏi mặc áo sòng nâu thuyền bát, ráng đi con cạn tác chưa bè thuyền. Con ngồi đừng để chinh nghiêng, ngồi lên yên lặng cho thầy bơi trò. Nhắc chi nữa tái tê thêm nữa, nếu bằng không ngọn lửa cháy loàn. Thầy về bỏ chúng nào an, ai thay mà thầy được chứ trần gian buổi này. Còn một chút Phật thầy gia hộ, mượn sách trần nghiên cố nhiều đời. Đây là danh thiệp con ơi, ráng tu rồi hái chờ gặp thời Phật tiên. Muốn tu tịnh tham thuyền quán tưởng, cây đang khô dung dưỡng lại tươi. Mình ngồi thiền nói nghe ngươi, để rồi tâm niệm đại từ thứ tha. Tha hiền đức quỷ ma không hề, tha ngự lành không nể yêu tinh.
nghe đi tất cả chư phỉ tình con về mà hiện đạo chư thầy mừng biết bao. Bây giờ thầy thì có Bồ Tát Thanh Sĩ đó, ông chỉ có bài đờn rất là thấm thía, thì xin Bồ Tát Thanh Sĩ bỏ thơ vô đi, thì ở đây bần sĩ đọc lên cho, chứ đừng có nói đây là bần sĩ, đây là ông Thanh Sĩ, đây là ông Đức Quỳnh, đây là ông Đức Thầy, không có đâu. Đây là một cái thùng thơ, hộp thơ đó, năm ông đó bỏ vô, ông nào bỏ vô tôi sẽ lấy ra tôi đọc trước cho quý vị nha. Đó vậy thôi chứ không có ai thiệt á. Cái thùng thơ thì ta được quyền ta lên ta bỏ thơ, nhưng mà thùng thơ này của tiên của Phật chứ không phải thùng thơ của phàm. Bỏ thì nhắn tình yêu, nhắn cha mẹ, nhắn anh em này, không phải nhau nó vậy đó. Bây giờ thì đờn nè, đờn không có dây. Đờn kêu bốn việc năm mở châu, từ đây sắp tới có đầu bó tới. Đờn kêu sự thế không hay, nổi sông mà cách trở chưa dạng dài tới nơi. Đờn kêu chưa mở cuộc giữa thi ở đời, ta nghe mà bụng rủng chưa bời rời biết bao. Đờn kêu cúc nhục đồng bào, mau mau mà thủ đức chứ sống mơ trào giật ở trong. Đờn kêu khó đứng chứ không mơ ngồi, đờn kêu mà ba tanh quá nhồi từ đây. Đờn kêu phương Bắc phương Tây ta về, ta ở Nam về khuyên ở tú. Đờn kêu ba tánh chưa công phu, đặng chờ đặng đợi chứ rừng nhủ thấy người. Đờn kêu ta khải từ từ, sống cuồng mà còn vậy chứ con người có tỉnh nợ không. Đờn kêu biển hải chứ minh nợ mong, đờn kêu khắp cả chứ tây đông mà rụng mà rời. Đờn kêu Phật lại chứ lập đời, bảo cho dân biết chứ dậy thời nhẹ dân. Đờn kêu rổ rổ rần rần, đừng về em cụ nghìn tâm tội trời. Đờn kêu chưa bụng rụng chưa bởi giờ rồi, đờn kêu mà sắp tới cái đời gian nguy. Đờn kêu khái nữa làm chi ta buồn, ta khái tì tì tiếng đờn. Đờn kêu dân chúng chưa đừng sợ, nghe đi rồi hãy chưa dẫn hờn làm chi. Đờn kêu hỏi nữa ta đi, ông đờn chi vậy có vàng nguy không hè. Đờn kêu nó tới ở đây giờ nè, sông buồn sắp ba vậy chưa rừng thì sắp ba đông. Đờn kêu ai đã dài công, đờn kêu ba tánh lập công bồi đường thì là mơ thấy trung ương. Mới nhìn mà được Phật chứ thận thường nghe chưa. Đờn kêu dân chúng thất thưa, đờn chi mà đờn mà dây dưa chứ như vậy. Đờn kêu tớ lại chứ xa thầy, cuối cùng mà mơn cuối chứ sau này hiệp nhau. Đợn kêu ra nhịp từ tao, đâu còn gì nữa mà tao với chớ mày. Đánh nhau lọt cọp chứ đầy gầy, đánh nhau rồi tao đánh cho tụi mày chứ quá. Đợn kêu
trí óc mặc dù say mê rồi bị chứ vô thù chôn mở thân đợn kêu chứ ông đảo chưa sĩ bần nhắc chi mà nhiều nỗi chứ sợ thần chứ làm chi đợn kêu dân khóc hi hi. Ta đây kể chuyện lâm ly trâu mài kể xưa ở dãy bán khoai ông bơi mà thiền nổi chứ chèo hoài không mở ngưng mệt mỏi nước mắt rưng rưng phai lan mà ông bán trong chừng kêu ráo người ơi xuống lửa cho mau dặm kinh mà nước mặn ông cầm sao quá lâu ông kêu réo rồi hầu chờ đợi đờn đã kêu dịu giới xa xa phai lan ông bán đây mà ba giá mà ba tên kia cà xuống mua đợn kêu súng lợi quan tua sách mê mà sách ra thúng sách ra dùa hốt vô đợn kêu thấy đã trầm trồ thấy mà bắt sợ chị cô yêu ta phải đang súm lửa kia cà hốt vô mà bao bố cùng là thúng men lửa đồ yêu quay quá càng khoai lang nó lửa hai hàng lệ rơi lửa thòn phải tốt chứ vậy thời nó bưng mà nó chạy tiền thời có đâu hết khoai ông đãi bắt đầu xuống thấy mà khoai xấu phai sùng còn nguyên sư giải bắt hãy cuộn điện ông bơi mà đi tới làng phiên kia kìa rồi thời ông gặp canh khuya họ đau mà dịch quá nga chết kia ly bì ông kêu xuống hở mau đi lửa phai mà lên đốt uống thì hết ngay đó là sư giải bán khoai đem phai sùng rượu cho ai uống nhầm ai dè uống thuốc không lầm uống do mà hết bệnh rồi thầm kiếm ông đợn kêu ông mặc xà rong bây giờ về mất ông trong còn thấy chưa tất cả bà con tham lá mà cách mấy không còn nữa đâu ông về ông gác tay rầu ông nói đi bán chó trâu không hè thấy chưa ba thánh chứ đây nè bây giờ ta lại chứ đặt về ồ ơi ồn công ông lão đợi chờ bây giờ bơ một thuyền khờ chưa qua sông đợi đưa ba tên đảo đồng ông giấu danh mà giấu tiếng chờ ngồi trong chưa ghé đường chiếc ghé rách không thường tội nghiệp cũng như con bìm bẹp kêu gian kêu cho nước lớn đang tràn nước rồng cũng vậy mà hai hàng lệ ở rơi cũng như ông chèo bới mãi mãi khuyên dân ơi trai gái nghe chưa ráng tù sớm nắng chiều mưa còn không mà chết hết cả thưa cận kề không nghe đạo rồi về ráng chịu ngay bây giờ lo liệu được không ồ ma đồ quỷ ru hồn không nghe mà ông lão chưa trường tồn làm sao nhắc ngày trước ngày sau rư lệ tình đi trò thi kể bỏ qua nhắc thôi ông lão quá già bơ thuyền đi bán cho khoai mà rồi ơi bán hết trơn game không có đồng bạc nào bị tham quá đó xuống cái xúc lửa phải tốt không còn phải sùng không ông xuống mà không có đồng bạc nào hết đó.
ông bơi đi, ông khóc theo đường đó. Ông khóc là khóc do tham lam này kia nọ đó. À, chắc chết quá. Rồi sao ông bơi đến cái làng gì nè, Tinh Phiên đó, không biết cái làng gì. Rồi ông nghe khóc cả, giang hết đốt đuốc chạy. Thì lúc đó thì ta bị dịch tả, ta bị bệnh quá chừng nhiều. Ông nói mau mau xuống đây. Xuống lấy khoai lên nướng, uống ở đâu hết đó, uống đâu hết đó. Quý vị nghĩ sao? Đó. Thì chừng đó đó, ta đồn ra đó, thì đi kiếm ông đó, chết rồi, trời ơi, ai mà giựt khoai ông đạo này nè là chết. Bây giờ ổng đem phơi sùng lên, ổng cứu một cái làng kia kìa, chừng kiếm ổng không biết mất. Nhưng mà không biết cái đời nào, bây giờ thầy nói đây chắc nói dốc quá, phải không? Thầy có nói kỳ dân chư sĩ, thầy nói kỳ dân ơi, thầy nói dốc không có nói, không có nói láo. Kỳ dân nó cười, nói dốc và nói cao, nói trên trời đó nha kỳ dân, nó cười. Kỳ dân cư sĩ đó, nó cười, phải không? Nói dốc là nói cao, đi lên núi dốc cao, hạ thấp, cao, và thầy nói dốc không à? Đó, như vậy đó. À, đêm nay thì quý vị ngồi có mệt không? Hả? Có mệt không? Ngồi không đâu có mệt, thầy nói mà mệt nè, phải không? À, như vậy, thì bây giờ còn phải lô tô nha, có tiền móc ra nha, móc ra đặt. Ờ thì phải móc ra hết chứ nha. Hồi xưa thầy nói bài lục đó, đâu ai tin. Lục hoài lục mãi chẳng có thôi, lục điện lục giải mất chỗ ngồi, lục làng lục nước còn lục mày, lục thuyết dân ơi thấy ôi rồi. Rồi Đức Quỳnh giáo chủ trong cái đoạn mới nói, sông giang nước chảy dầm cầu, ngày sau có việc thám sầu thiết tha. Chừng ấy mơ nội phong ba, có con nghịch thú nuốt mà chẳng dung. Con nghiệt thú là ai đó quý vị? Là mình. Mình với mình ăn tươi nuốt sống kìa, mình ác nghiệt nhất đó, nghe không? Chứ con nghiệt thú đâu, cái mấy gì đó năm chẹo quá đó, phải không? Nó như vậy đâu có gì bàn trớt hết trơn. Năm chèo là năm châu đó quý vị. Xin cái thưa quý vị, anh em của mình nha, sau phút cuối gần nghỉ, thầy tặng cho quý vị một bài lô tô nha. Có tiền móc ra nha, đặt cho hết, cho sạch túi nha, cho trắng tay nha chưa. Thì bây giờ đông quá nè, mình phải đem lô tô ra nha, để con số nào ra thì kêu nha. Cho chủ đề đi. Hãy đăng cho chủ đề đi, bài lô tô cho chủ đề đi thầy. Cho đại đi. Cho chủ đề thầy bắt đó thầy sẽ kết thúc chương trình. Mình có bài lô tô đẩn mà móc túi ra để đọc. Ông Năm cho đi ông Năm. Dạ, trồng màu đến riết. Sao? Trồng màu đến riết. Trồng màu đến riết. Đến riết. Tới riết hả? Đến. Đến riết hả? Trồng màu đến riết. Phải không? Dạ. Đừng trông cũng tới. Thế giới định rồi, ông cứ yên ngồi rồi nghe thầy gọi. Thầy là tấu mội, kêu tiếng lô tô. Trong để trầm trồ, thấy đời khổ quá. Bệnh binh chưa cả, cha chả đau thương. Bí rối ngăn đường đoạn trường biết mấy, trong mau đặng thấy Phật Pháp ra đời. Khổ lắm dân ơi, tơi bời hết trọi, thầy làm tôi mỏi đá chọi không về. Mã hỏi danh đề dừng cương chút nữa, tâm ta gội rửa. Đóng cửa lại rồi nứt nắp bể nồi, kêu la than khóc. Đây rồi chết chóc, la lớp cùng đường chết ở phơ sương, nhìn ôi như củi. Đừng nói mấy rủi, tớ mùi rồi trò, ráng về mà lo quanh co sẽ chết.
từ đây tới Tết. Kẻ chết ngừ bò, ráng nhìn nghe trò rồi coi rồi thử, lấy gì trừ ngữ, a hạ đảo bần, lấy đức lấy ân, ta cần tu riết, tu để ta biết, ta triệt tâm ta, tu để quỷ ma giam ra xa cách. Bây giờ khích dách quý đạo thường chưa, không nắng cũng mưa, không chừa cũng suốt. Trời đang lạnh buốt, kết cuộc đã rồi, tỉnh dậy dân ơi, thả trôi ra bãi. Trời đừng có cãi, nghe tiếng lô tô, đừng có trầm trồ, ước mơ dũng dài. Ai không ở trại, ai dạy ở nhà, nó tới kia cả trò đâu có hiểu. Thầy đã dạy biểu, đúng số thiên cơ, đừng tu chờ giờ rồi ôi ân hưởng. Thầy là huynh trưởng nói với chúng em, hãy đứng bên rèm mà xem ta nói. Tớ màn ỉa ối chết hỡi cả làng, chết đã cụ mang ôi thôi độc ác. Đừng cầu Bồ Tát, đồ lại Quan Âm, phải niệm âm thầm tâm ta thủ đức. Sau này mặc sức, ôi hỡi mà nhờ, sự tớ bất ngờ đừng trong nữa. Trời đất nghiêng ngửa, ráng sửa sống coi, ai giống ai nòi, dằn thôi trôi lên. Thiện khi cấp bến xuống để thầy bơi, thầy không nói chơi nói lời bật thuyệt. Lô tô cho biết đã siết đến rồi, không còn dân ơi bẩn tội gì nó. Thiện muốn bột bó cũng bị lô tô, kêu chú kêu cô trầm trồ cỡ bạc, từ đây nổ nạt nó cũng xé tan. Sắp đến khải hoàng mà đâu có được, tại mình xáo sượt mê bạc mê bài, tiền không dám xài cho ma cho quỷ. Nhìn đi cho kỹ cũng bị lô tô, bởi chú bớ cô trầm trồ rồi thấy, đồng tiền bạc giấy sau sẽ không xài, nó rã làm hay tự nhiên nó rách. Bây giờ thầy mất, đạo có tin không? Nếu tin thì lòng trong mong tu niệm, tu ráng giấu giếm rồi kiếm đức ân, ngày sau tại trần Phật thần xuất hiện. Lô tô nhiều chuyện, nói cảnh lạ lùng, nói hỏi hòa chung lung tung hết trâu. Nó là tội báo cũng bị lô tô, kêu chú kêu cô xúm nhau mà đập, không còn một cắc trong túi chèo queo. Nó rủ đi theo bài bạc, nó nổ nó nạt nó hỡi trầm lưng, cũng vui cũng mừng khung đầu mà đánh, bạc không có cánh rồi lại nó bay. Lô tô một ngày thầy kêu không hết, ai còn ai chết, ai ngóng ai trông, bơ bớ đạo đồng rồi thôi chờ đợi. Xa xu dịu dời có thấy hay chưa, không sớm thì trưa, không mưa thì nắng, ai ai toàn ai thắng, ai trắng ai đen, đừng có đua chen, sau này sẽ thấy. Đồng tiền bạc giấy mau móc túi ra là con số 3, con số 3 đầu năm, móc túi ra hết tiền, có đúng không ạ? Móc ra đi cũng bị nó đó, nó quỷ quái vậy đó, mình mới hết tiền, có đúng không ạ? À, đúng phải không? Nãy giờ có móc túi ra đâu. Đó, thấy không? Quý vị như thế nào, bữa nay vui lắm phải không? Nay ngày kỷ niệm của Đức Giáo Dụ nha. À, thì đạo về, tất cả về để gặp thầy. Nhưng mà sau này rồi không có còn gặp nữa. Cái lĩnh vực này nó sẽ biến mất hết rồi. Thì thầy không có ở đây, trừ quý vị có nhớ ngày của Đức Thầy về Hòa Hảo nha. Về Hòa Hảo, về đây đâu có thấy thầy, đâu có thấy thầy, thầy đã mất rồi, thầy đã chèo đò qua bến rồi, đâu còn ở đây nữa nha. Thì nói vậy cho đêm nay không chừng nè, mai không chừng,
kia không chừng nọ không chừng đó như thế. Như vậy đó thì tối đó cái mình nằm ngay ngắn nha, gối rồi thì tấn này kia nọ con đi đó vậy đó. Vậy ai không đi thì sáng bước chân xuống nó vậy, chứ không phải tâm thương đâu, phải đáng cố gắng nha. Kỳ này mà quý vị không cố gắng nữa thì ráng chịu nha, không ai cứu được mình đâu ạ. Về đi, mình cứu mình nè, mình vui nha. Như cái cô thường buổi sáng á, cổ đời lắm á, mà gặp cổ rồi đàng hoàng là muốn cưng cổ liền cấp kỳ, cổ vui vẻ vô cùng nha. Cái người đó nó không có dính cái gì ở trong cái lòng cô hết, ngộ vậy cái cô đó đời, thấy không? Tự nhiên. Còn mình á, mình biết tu mà ngơ cái khóc, ngơ cái rùng mặt, ơi tôi giận mày, ơi tao đi thưa người này, ơi tao đi chạm người khác, nó làm này kia sùm rồi đó. Thôi thầy xin nha, miếng đất này sau này gieo hạt giống Như Lai nha. Còn nếu mình mặc cái áo này mình thấy chịu đựng không được, mình mượn áo giáp của Phật mình. Bằng áo giáp của Phật, mũi tên ma bắn không phủng đâu. Quý vị có sợ ma không? Hả? Không. Sợ không? Sợ ma không? Nói đi. Không. Không đi. Tại sao không sợ? Thầy hỏi là sợ ma không? Nói đi. Dạ không. Không sợ hả? À. Sao không sợ? Tại vì con đâu có làm gì đâu sợ. Nhưng mà trả lời tự do, nói là ma là mình. Mình sợ mình. Phải không? Nó có sợ ma làm chi đâu. Ma này gì? Đó vậy đó. Nó miếng giấy mình 5kg thịt, còn nó là cái quạt này nè, đâu có gì sợ. Đó vậy. Thì hôm nay cũng như kết thúc chương trình, nhưng mà thầy gặp đằng đạo, thầy thương yêu, thể chất vì đạo, sống vì đạo nha, chứ không phải tầm thường đâu. Nhưng mà vì đạo gì, đạo nào mới chết vì đạo chứ, phải hy sinh. Đạo Phật giáo, đạo Phật không si mê nữa, tỉnh, đạo tỉnh giấc, đó là nguồn thương yêu của thầy tổ. Đạo nuôi mầm nhị trổ qua khơi, đạo của thầy một một không ai, để cứu cánh ngại mai. Sợ tất. Đạo của thầy nhịp cầu thầy bắt, dẫn người hiền dẫn dắt qua sông. Đạo của thầy ăn ở chỗ độc, một là một, không không thay đổi. Đạo của thầy làm tối làm mọi, để cứu nguy tận thế trò ơi. Đạo của thầy không có nói chơi, nói là thiệt, nói là trời là đất, nói là còn rồi nói là mất. Như vậy mới là ánh đạo trời, rồi các bậc minh minh. Vậy đi cái cuộc đăng trình, thầy nhìn quý đạo tâm tình đêm nay. Vậy đi bơ gái bơ trai, ta là ở cõi chứ thiên thai lâm phàm. Lâm để giải chúng sanh buổi cuối, ở nhà lắm cầm cùi như vậy. Nhưng mà đâu có ai hay, miễn sao tớ lại gặp thầy thì thôi. Đâu có chức có ngôi chùa lớn, mà sợ tầng sợ hôm nó qua. Ta đây cư sĩ chưa tại ở nhà, đợi chờ mà phục quốc cho sơn hà quy ở nguyên. Cầm cung lĩnh đuốc tiên soi sáng, mặt tình đời ngạo ban thế nào. Bên Tây bên Nhật bên Tàu bên nào cũng không sợ, chứ bên nào cũng mà như. Ta sợ đau sợ người hứa hoài, đâu sợ nhà thành trại đâu tròn. Học hành tu hành phải lo, đừng tu ba mơ rồi chờ giờ hưởng ân. Đọc bài trạm cho trần nên biết
trạm việc ai đã biết thầy đời, trạm người ngu muội vua bơi, trạm người mà tham lận cận kề trạm luôn, trạm những kẻ điên cuồng hỗn âu, trạm những người không thấu Phật trời, nghìn ngàn môi gió dãy thời, còn ta vỗ ngực sừng trời sừng vua, trạm những bậc bùng tua chết hết, trạm vừa đường rồi hỏi thất kinh, đó là đại đạo chứ hành binh, của trời sai xuống quỷ tinh sợ dài, trạm những bậc làm trai khất hiếu, sĩ mê chơi nhiều kiểu chơi giới đời, bỏ quên bà mẹ một nơi, bỏ tiền bỏ tổ dậy thời không mở lối, trạm nhân bậc xài to thua lớn, mê uống ăn rồi giỡn nó đùa, trạm người quên tiếc quên mùa để chi sống sót chứ hập hùa yêu ở ma. Đọc bài chưa nha. Chừa những bậc thạo cha hiếu mẹ, chừa những ai san sẻ chứ vui buồn, chừa người mất để trào tuôn, quay về giữ Phật chứ mà buồn lắm thôi. Chừa những kẻ không mê ngôi chức, cùng chung quy hiệp lực giúp đời, chừa người biết Phật biết trời biết ân, mà biết nghĩa biết đời không mê, chừa những bậc biết thề biết nhận, chừa những ai tinh tấn tu hành, chừa người biết sửa chữa tâm lành, biết nhân mà biết đạo chứ biết hành chứ biết tu, chừa những bậc công phu đúng bụi, chừa những người cầm củi chưa nghèo đàn, mà lo tỉnh mổ chứ thần khang, tại gia chung thể chứ thiếp chàng hỷ chung, chừa những bậc giá khùng giá dai, sợ giữ hung qua ai đắng về, chừa người không nhiễm trần mê, giết người quá khổ chưa nặng nề vô biên, trảm chất hết để chi hung mơ ác, đừng giải gian Bồ Tát nghe chưa, trảm đi ai trảm chứ ai chừa, kỳ này sống sót sót chưa rồi nhìn, chết giữa đường đạo binh phân xét, chết trần truồng chết nát chết tan, cả xe chết hết chưa nữa làng, cũng là trời phạt cái đàn biết chưa, tới đây rồi không chừa ai cả, chừa biết liền đau qua thành tới thì nín nha. Rồi thầy đọc lại tội thứ nhất, trảm người tu giả kìa, lấy cái bài ra cho, nói có thơ có bài kìa. Tội thứ hai, trảm gã lưu manh. Tội thứ ba, thấy không, cướp giật người lành. Tội thứ tư, để dành trảm hết